trong thời gian qua, cư dân mạng được phen sôi sục khi trần dần một kẻ phản quốc lưu vong tiên đoán về tương lai của thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc và một số nước khác. Dựa vào những lời tiên tri vô căn cứ đó, một số kẻ phản quốc lưu vong nước ngoài và những kẻ phản động trong nước ra sức xuyên tạc, bóp méo tình hình ở Việt Nam, đặc biệt một số tổ chức phản động như đảng việt tân còn phong cho trần dần với cái tên hết sức mỹ miều đó là nhà tiên tri vũ trụ trên trang facebook của ông ta không ghi rõ ngày tháng năm sinh chỉ biết rằng ông ta hiện nay đang sinh sống tại bang california mỹ trong thời gian sống lưu vong ông ta luôn tự phong cho mình là sứ giả của god và jesus là nhà tiên tri Kiêm quốc sứ Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của tổng thống Donald Trump, quốc trưởng chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng hòa. Ngày nay, ông ta dựa vào lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm để xuyên tạc bóp méo sự thật về tình hình Việt Nam. Khi tìm hiểu về nhà tiên tri này thì trong quá khứ ông ta đã đưa ra 8 điều tiên đoán về thế giới, trong đó có những điều tiên đoán vô lý xuyên tạc tình hình mà thực tế lịch sử đã chứng minh lời tiên đoán của ông ta là vô căn cứ. Sai thực tế, một trong những lời tiên đoán đó ông ta đưa ra là Trung Quốc đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10 năm 2012 và Trung Quốc kéo theo nhiều suy sụp quân đội nhân dân Việt Nam sẽ làm cuộc đảo tránh lật đổ toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước năm 2014. Chế độ Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ trước năm 2016 và Trung Quốc bị chia thành nhiều nước. Tân lãnh tụ Kim Jong-un của Triều Tiên hiểu mệnh chế độ Bắc Hàn tan rã trước năm 2016. Từ những hoạt động đó của ông ta, mọi người nếu không nghiên cứu kỹ sẽ nghĩ ông ta là một người có ảnh hưởng lớn với công chúng, một nhà tiên tri quyền năng. Tuy nhiên, sự thật lịch sử về những tiên đoán của ông ta lại hoàn toàn khác biệt, ví dụ như lời tiên đoán về chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10 năm 2012. Đây là một sự bịa đặt trắng trợn và gây hoang mang trong dư luận thời đó, và sự thật lịch sử đã chứng minh rằng, mặc dù có một số vấn đề trên Biển Đông giữa đất nước ta và Trung Quốc, nhưng nhờ sự lãnh đạo khôn khéo của Đảng ta và truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà vấn đề Biển Đông tuy chưa được giải quyết triệt để, nhưng chưa đến mức xảy ra chiến tranh như nhà tiên tri Trần Dần đã từng phán. Rồi ông ta phán rằng quân đội nhân dân Việt Nam sẽ làm cuộc đảo tránh lật đổ toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước năm 2014. Và lịch sử đã chứng minh quân đội nhân dân Việt Nam giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh, mang bản chất cách mạng triệt để và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam những lời tiên đoán trên. Và cái danh tự phong của ông ta qua thời gian và lịch sử đã chứng minh rằng ông ta là một kẻ hoang tưởng, một kẻ có đầu óc, có vấn đề. Và trên trang Facebook cá nhân của ông ta, những ngôn từ và hành động của ông ta hết sức tục tiễu, những hình ảnh phản gạc cảm được ông ta đăng lên một cách vô tư không cần biết liêm sỉ. Khi những tiên đoán mơ hồ sai sự thật đó của ông ta bị vạch trần thì ông ta lại dựa vào những lời sấm của trạng trình nguyễn bình khiêm để dự đoán về tình hình đất nước và vấn đề biển đông để xuyên tạc và bôi nhọ trắng trợn về tình hình lãnh đạo của việt nam ông ta cho rằng tương lai việt nam sẽ thay đổi cờ đảng cầm quyền cộng sản việt nam sẽ do dân lật đổ những lời tiên tri vô lý và những tiên đoán ảo tưởng sai sự thật của ông ta được những kẻ phản động trong và ngoài nước những kẻ lưu vong tung hô và dựa vào đó chúng gây hoang mang trong dư luận và trên hết là thực hiện mưu đồ thâm độc đen tối của chúng và sự thật cuối cùng vẫn là sự thật tìm hiểu kỹ thì ông ta muốn xây dựng hình ảnh là một nhà tiên tri vũ trụ cho bản thân mình để từ đó ông ta kiếm tiền chứ không phải vì mục đích cứu thế như ông ta đã từng rêu rao ngày nay nhà tiên tri vũ trụ đáng thương trần dần vẫn được những kẻ lưu vong ra sức đánh bóng tên tuổi để từ đó thực hiện mưu đồ của chúng. Trần dần cuối cùng là quân cờ cho bọn phản động điều khiển. Hàng ngày, ông ta vẫn lên Facebook, Youtube, tham dự các cuộc nói chuyện để đưa ra những lời tiên tri vô căn cứ của mình mà không thấy hổ thẹn. Những người Việt Nam yêu nước chân chính sẽ nhận biết ra bản chất phản động của những kẻ lưu vong. Chúng dùng mọi biện pháp, phương pháp để chống phá cách mạng nước ta. Trong đó, chúng lợi dụng cả những trẻ em, người già thiếu hiểu biết để xuyên tạc bôi xấu về tình hình việt nam nhìn khuôn mặt giả nua và khắc khổ của trần dần nhà tiên tri vũ trụ chúng ta không khỏi cảm thương về một con người xa xứ vì đồng tiền đã bán rẻ danh dự để xuyên tạc bôi nhọ nơi mà ông ta đã từng sinh ra